Xin chào các bạn. Và hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy bơm áp lực 12V 5G công nghệ 5 bằng bơm với cái công suất của nó từ 150 đến 180W. Và ngày hôm nay thì shop sẽ test trực tiếp cái công suất của máy bơm này để các bạn xem. Thì cái phương pháp test công suất ấy, thì là shop sẽ sử dụng một cái đồng hồ đo cường độ dòng điện của máy bơm, sau đó là lấy cái thông số cường độ dòng điện mà nhân với cái điện áp 12V của bình ắc quy thì là ra cái công suất của máy bơm. Thì máy bơm này thì với một cái công suất là cái hiệu của nó là 5G 150, thì con bơm này ấy, thì là cái loại bơm mà áp lực cao dùng để phun thuốc rửa xe đó, phun thuốc rửa xe với cái lưu lượng của bơm khoảng 15 lít trên phút. Và con bơm này thì nó thiết kế nó khác biệt so với những cái dòng bơm 220-230W là nó không có quạt gió bởi vì công suất của nó thấp hơn. Thì sau đây thì shop sẽ cùng các bạn là khám phá cái công suất thực tế của máy bơm. Shop dùng một cái súng rửa xe để test. Đây. Rất là mạnh. Mình quên mất không cho các bạn xem cái đồng hồ luôn đấy. Xem thông số của đồng hồ luôn. Ta phải xem thông số của đồng hồ ấy thì mới biết được. Nhưng mỗi lần thì shop là sử dụng cái đồng hồ đo công suất, nhưng đồng hồ ấy lỏng hỏng mất rồi. Thì do điều kiện thì ngày hôm nay dùng tạm cái đồng hồ đo cường độ dòng điện này. Sau đó là chúng ta tính ra là ra thôi. Đó. Đây là xem cái thông số của đồng hồ ấy, là 15.6A. Rất là mạnh. Và cái thông số của nó là 15.6A, thì các bạn nhân với cái điện áp 12V lên thì cái con bơm này nó rơi vào khoảng là 186W. 186W là công suất mà sử dụng với cái súng phun như thế này. Đó các bạn nhá, bơm này khá mạnh đấy, mình không nghĩ là nó lại mạnh như thế. Lên đến 186W. Và bác nào mà cái mấy ngày vừa qua mà mua con bơm này của em rồi thì các bác quá là hời. Em cứ tưởng nó khoảng 150W thôi, nhưng mà công suất của nó lại vượt hơn so với dự kiến. Và chính vì vậy cái lưu lượng của nó cũng tốt hơn. Lưu lượng của con bơm này khoảng 15 lít trên phút là chuẩn. Rất là chuẩn. Rất là mạnh. Con này dùng để phun thuốc rửa xe, khỏi chê các bác. Để mua cái sản phẩm này thì các bác đừng quên đăng ký kênh của em và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366, website là máy bơm mini 68.com. Xin cảm ơn và chào các bác.